Ok, xin chào các bạn, mình là LMB đây. Đáng lẽ cái tiêu đề của video này phải là dựng phim bằng phần mềm DaVinci Resolve 17 cấp tốc trong vòng 10 phút cơ. Vì cái phiên bản DaVinci Resolve 17 với nhiều tính năng ưu việt nhất ra đời cách đây vài tháng ấy. Tuy nhiên cái bản DaVinci Resolve 17 đó vẫn đang chỉ là thử nghiệm và nó tồn tại khá là nhiều lỗi. Ví dụ như khi chúng ta render ra video nó lâu, nó xảy ra hiện tượng giật lag, quá trình dựng video nó không được ổn định và một số lỗi khác mà mình nghĩ nó không hề phù hợp với những người mới. Cho nên trong video này mình vẫn hướng dẫn các bạn dựng phim bằng phần mềm DaVinci Resolve 16 nhé. Và trên thực tế cái phiên bản 16 này vẫn đang hoạt động rất là ổn định, cập nhật với cái phiên bản mới nhất, khắc phục rất nhiều lỗi từ các phiên bản đời trước, dựng rất là ổn định. Cái lý do thứ hai để sử dụng cái phần mềm DaVinci Resolve 16 là bởi vì có rất nhiều video hướng dẫn. Trên thực tế để theo kịp với tiến độ công việc chúng ta cần phải search. Và cái phiên bản 16 này nó có rất là nhiều video để chúng ta đảm bảo cái tiến độ công việc nó được nhanh hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tải phần mềm này về và cài đặt lên máy tính nhé. Để tải cái phần mềm DaVinci Resolve 16 về, chúng ta sẽ truy cập vào trang web blackmagicdesign.com. Và trên cái giao diện chính bạn sẽ thấy luôn là cái giao diện DaVinci Resolve 17 này. Và cái trang web này là trang web chính thống của công ty Blackmagic Design, trụ sở tại Mỹ nhé. Nên là cái phần mềm này khi tải về là an toàn và nó không phải crack. Và các bạn sẽ kích vào download nhé. Ở đây nó có 4 cái phiên bản. Ở bên trái là bản beta của DaVinci Resolve 17 này và DaVinci Resolve 16. Ở bên phải là nó là bản Studio. Bản Studio này là hai cái bản trả phí, một cái phí vào khoảng $300 để sở hữu cái phần mềm DaVinci Resolve bản Studio này. Bản DaVinci Resolve 17 nó đang là beta và đang là bản demo thôi, nó chưa ổn định nên chúng ta sẽ download cái bản 16 này về để sử dụng. Và cái phía bên trái này, DaVinci Resolve 16 góc dưới bên trái là nó đang là bản free nhé. Nếu mà các bạn sử dụng máy tính Windows thì các bạn sẽ click vào Windows, hoặc các bạn sử dụng MacBook thì các bạn sẽ download ở Mac OS. Mình sẽ tiến hành download về nhé. Khi bạn click vào download thì nó sẽ hiện lên một cái bảng để các bạn điền thông tin khách hàng, có nghĩa là khi chúng ta download về chúng ta đã chính thức trở thành khách hàng của họ. Mà nếu các bạn muốn download về mà không cần phải đăng ký lòng ngoằng như này thì các bạn có thể click vào download only này. Ok, cài đặt nhé là bạn sẽ có DaVinci Resolve trên màn hình như thế này. Ta sẽ vào cái biểu tượng phần mềm DaVinci Resolve sau khi đã cài đặt xong. Ở đây mình đang để phiên bản 16 nên các bạn có thể nhìn thấy màn hình khởi động của nó đang là DaVinci Resolve 16. Nó sẽ mất một lúc để load đấy. Đây là giao diện chính của nó. Ở cái phần bảng tin mới này nó hiện lên là nó sẽ có hai cái mục là Database và Projects. Phần database này nó sẽ là toàn bộ những cái dữ liệu của các dự án chúng ta đã dựng. Sau khi dựng xong một dự án, chúng ta save lại, nó sẽ lưu lại toàn bộ ở cái database này. Và mỗi một database nó sẽ có các project ở bên trong. Và đây như cái account DaVinci Resolve của mình, nó có khá là nhiều cái video mình đã từng dựng, thì nó sẽ lưu toàn bộ trong cái project này. Và nếu các bạn là người đầu tiên download phần mềm này về thì cái project này nó sẽ không có gì. Có một bước quan trọng các bạn lần lưu ý là nó có hai cái chức năng là backup và restore. Backup này là nó sẽ lưu lại những cái file project này vào một nơi an toàn và chúng ta có thể cất nó lên Google, có thể cất vào một cái ổ cứng USB nào đó để lưu lại. Sau đó trong trường hợp máy tính bị hỏng hoặc chúng ta chuyển đến một cái máy tính khác thì chúng ta có thể backup lại dựa trên cái file mà chúng ta vừa backup ra để chúng ta sẽ restore lại. Và đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên cho cái project này, như mình làm hôm nay là hướng dẫn dự án như thế này. Về cái giao diện chính ở bên trong phần mềm DaVinci Resolve này thì nó có 7 tab và mình sẽ giới thiệu sơ lược chức năng của từng tab một nhé. Ở tab Media này sẽ là tab để chúng ta đưa video vào, sẽ là một cái tab để chúng ta quản lý toàn bộ cái video. Nó có các ổ cứng ở đây, chúng ta sẽ vào trực tiếp để lấy ảnh và video trong này chứ không cần phải thoát ra ngoài để vào My Computer hay là ổ C, ổ D như thông thường, mà chúng ta sẽ vào trực tiếp ở đây. Ổ cứng ở trên này chúng ta sẽ cho video vào Media Pool. Và từ Media Pool chúng ta sẽ tiếp tục sang cái tab thứ hai là tab cắt. Ở cái tab cắt này là tab chuyên biệt để cắt video. Đây là cái tab chỉ dành cho những bạn làm vlog hoặc cắt ghép video dạng thông thường, không có hiệu ứng, không có chuyển cảnh. Đây là cái tab cắt đơn giản mà mình hầu như mình không sử dụng bằng cái tab này bao giờ. Cái tab thứ ba là tab edit. Đây là một trong những tab quan trọng nhất ở trong phần mềm. Nó chính là cái tab để dành cho chúng ta cắt ghép, chỉnh sửa video. Trong cái tab này chúng ta sẽ có video từ Media Pool, là cái nơi chúng ta thả video từ ổ cứng xuống, và nó sẽ link từ Media này sang edit này, và chúng ta sẽ đưa những cái video đó xuống timeline ở đây. Và chúng ta sẽ sử dụng effect library để chèn text, chèn chữ này, và các hiệu ứng chuyển cảnh này, hiệu ứng audio và hiệu ứng denoise, tất cả
liên quan đến audio đơn giản nhé. Tiếp theo là đến Tap Fusion. Tap Fusion này là một tab có quyền năng rất lớn. Tại sao mình nói nó có quyền năng rất lớn vậy? Nếu mà ở Adobe Premiere muốn dựng kỹ xảo thì chuyên sâu thì các bạn phải dùng đến After Effects. Nhưng mà tuy nhiên ở cái DaVinci Resolve này, ở cái tab Fusion, cả các kỹ xảo cao cấp hơn chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái Fusion này, và nó có rất nhiều những cái pha trộn hiệu ứng ở trong này, cả hiệu ứng 3D, 2D, hiệu ứng kỹ xảo chuyển cảnh cao cấp ở Fusion này. Khi mà chúng ta làm được một cái mới, chúng ta hoàn toàn có thể bán như các YouTuber khác trên thế giới, họ vẫn bán các hiệu ứng đó nhé. Tiếp theo là đến tab Color. Ở tab Color này là sẽ là tab chúng ta sẽ đổ màu cho video. Chúng ta sẽ thực hiện tăng sáng, giảm sáng, hoặc là tăng màu, giảm màu, hoặc là tăng độ tương phản, tất cả liên quan đến màu sắc nhé. Chúng ta sẽ thực hiện là tab Color này. Một số tính năng khác như Denoise hoặc là Motion Blur cao cấp ấy thì ở bản Studio có nhé. Tiếp theo là đến cái tab Fairlight. Ở cái tab Fairlight này thì là chuyên cho các bạn chỉnh về âm thanh, phòng thu, và các bạn có thể giảm độ vọng hoặc là chỉnh âm thanh một cách chuyên sâu về độ trầm, độ bổng, độ bass, một số tính năng khác về âm thanh chuyên sâu. Và cuối cùng đó là Deliver. Tab Deliver này chính là cái tab để chúng ta xuất video ra. Chúng ta sẽ render video ra các nền tảng YouTube, Vimeo, H264, công đoạn cuối cùng để chúng ta đưa những cái đoạn video và cắt ghép thành một video hoàn chỉnh. Như vậy là chúng ta đi qua hai cái phần của video là tải phần mềm về, cài đặt phần mềm và khái quát các cái tab chính trong phần mềm DaVinci Resolve. Đây là một cái video nội dung chia làm nhiều phần khác nhau, cho nên mình có để một cái mục lục ở phía bên dưới. Các bạn quan tâm đến cái phần nào, các bạn có thể click vào những cái phần, những cái mục đó để tiện cho cái việc tìm kiếm nhanh nhất. Và phần tiếp theo đây là một phần khá là thú vị, mình sẽ edit hai cái video mà mình đã quay theo những cách cơ bản và tăng tốc nhất để các bạn có thể làm và dễ hiểu nhất. Các bạn đừng quên nhấn vào nút like, nút đăng ký ở phía bên dưới, và đừng quên nhấn nút chuông để theo dõi các nội dung thú vị về làm video, các nội dung thú vị về dựng phim bằng phần mềm DaVinci Resolve trên kênh YouTube của mình nhé. Ok, và bây giờ đến cái phần dựng video mẫu. Ở đây là hai cái video 4K mình đã quay, và đây là giao diện chính. Và cái phần mềm này nó có 7 tab liền, các bạn chỉ cần tập trung vào 4 tab chính, chính là Edit, Fusion, Color và Deliver. Tab còn lại như Fairlight thì dùng để tinh chỉnh âm thanh, sửa lỗi âm thanh và những cái dự án đòi hỏi độ chi tiết cao về âm thanh, phòng thu. Còn với nhu cầu cơ bản, các bạn chỉ cần tập trung vào 4 tab chính là Edit, Fusion, Color và Deliver, thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với tab Edit. 50% khối lượng công việc của một video sẽ nằm trên cái tab này. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ cho video và nhạc vào cái mini media pool ở trên này, bôi đen nhạc và video và cho thẳng vào cái media pool này luôn. Như các bạn thấy thì nó đã hiện lên ở trên này. Nếu các bạn chưa đặt tên giống như mình thế này, thông số như thế nào, FPS ra làm sao, thì các bạn vẫn có thể xem trực tiếp ở trên cái mini media pool này nhá. Nó sẽ có 3 dấu chấm này, và khi kích vào 3 dấu chấm này, các bạn sẽ nhìn thấy các thông số hiện lên đầy đủ này. Đó, có cả thời gian nữa. Và nếu các bạn chưa sắp xếp được những file này và chưa xóa file thừa ấy, trong trường hợp các bạn bỏ rất là nhiều video ở trên này sau một ngày quay, thì các bạn có thể play lại xem cái video nào cần thiết thì các bạn dùng, còn nếu không thì các bạn sẽ xóa đi. Bằng cách nhấn vào cái video các bạn muốn xóa và ấn phím Delete, đó, thì bạn sẽ chọn Remove và Delete cái clip đó. Và để play cái video này, bạn chỉ cần click vào thôi, là trên màn hình chính nó sẽ hiện lên. Bạn chỉ cần play lại và xem nội dung của video trên cái này. Với nhạc cũng tương tự, nó cũng hiện lên nội dung nhạc trên này. Và bước thứ hai, bạn sẽ cho lần lượt những cái clip mà bạn muốn vào trong timeline theo thứ tự bằng cách kéo thả nhé. Rất đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần kéo cái clip này trước này, và kéo cái clip này sau chẳng hạn. Đây là cái mục đích của mình, cái cổng trước này và quầy bar sau. Đây là một cái timeline để cắt ghép này. Chúng ta sẽ thực hiện cắt ghép thêm hiệu ứng tất cả mọi thứ ở trên cái phần timeline này. Sau khi đã bỏ video trên này xuống, timeline nó sẽ chia làm hai nửa. Ở phần phía trên là phần hình ảnh, và phần phía dưới là phần âm thanh. Phần hình ảnh này có màu xanh da trời, và cái phần âm thanh có màu xanh lá cây. Ở phần âm thanh nó khá là quan trọng, nó sẽ hiện lên những cái sóng âm như thế này. Thì sóng âm này nó đi kèm với cái video này khi mình quay, và nó sẽ hiện lên sóng âm của âm thanh ngoại cảnh xung quanh cái khu vực này. Bình thường nó sẽ không có cái sóng âm này đâu. Bình thường timeline nó sẽ như thế này. Đó, nó đơn giản như thế này thôi. Và để hiển thị timeline nhé, chúng ta sẽ vào Timeline View Options. Ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh timeline và chỉnh sóng âm. Nếu mà để cắt audio ấy, thì bạn sẽ cho nó to lên một tí để các bạn nhìn rõ này. Những cái âm bổng như thế này là âm thanh lớn này, hoặc là lời nói của chúng ta này. Những cái âm trầm này là thường không nói gì, hoặc là âm thanh nó nhỏ đi. Với cái sóng âm này thì nó rất là quan trọng trong trường hợp các bạn làm vlog hoặc là một video phỏng vấn nhé. Những cái âm thanh cao này này là khi người ta nói và mic nó thu được ấy, thì nó sẽ hiển thị những cái âm thanh cao. Còn những âm thanh trầm này thường là không có gì. Nếu mà làm vlog thì các bạn hiểu, chúng ta sẽ cắt cái đoạn không có gì ra này. Và ngoài ra khi timeline nó quá lớn rồi mà chúng ta muốn bao quát lại, chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại thành cái dạng như thế này, thì nó sẽ hiện các cái lớp layer dễ hơn để cho chúng ta nhìn vào bao quát. Và cái timeline này mới chỉ có hai video thôi,
Còn nếu mà nó có nhiều video muốn phóng to ra để nhìn rõ đoạn cắt thì bạn click vào biểu tượng dấu cộng rồi nhé, và nó sẽ phóng to lên. Và khi timeline nó quá dài, video dài khoảng tiếng chẳng hạn, sẽ dài đến tận đây, thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại cách click như này. Hoặc mình có một cái phím tắt cho các bạn thu nhỏ timeline thì bạn sẽ control trừ, và để tăng timeline thì bạn sẽ control cộng, tăng độ lớn của nó lên để có thể bao quát. Và để play timeline chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ click play bình thường thôi. Đó, nó sẽ play cái timeline. Chúng ta có thể play ngược lại, nó gọi là tua ngược ấy. Nhưng mà để thuận tiện trong quá trình edit thì các bạn có thể sử dụng phím cách nhé, phím space. Đó, thì nó sẽ nhanh hơn là cái việc sử dụng những cái bấm bằng chuột như thế này. Để tua nhanh hơn thì chúng ta có thể di cái thanh thời gian. Cái thanh thời gian này nó chạy đến đâu thì video nó hiển thị đến đấy. Và để nhanh hơn chúng ta có thể di cái thanh thời gian này đến cái đoạn mà chúng ta muốn. Bước 3 rất quan trọng trong tab edit này đó chính là cắt video. Chắc chắn rồi, khi quay một cái video dài, những cái đoạn nào bất hợp lý chúng ta bắt buộc phải cắt ra. Cái biểu tượng của cắt video này nó chính là cái biểu tượng hình sao lam này. Play edit mode, chúng ta có thể bấm phím B nhé, nó sẽ có một cái hình sao lam ở đây và chúng ta sẽ trực tiếp cắt cái đoạn mà chúng ta mong muốn. Và để cắt nhanh hơn cho cả hai đoạn clip chúng ta có thể ấn Ctrl B. Đó, nó sẽ cắt toàn bộ những cái phần ở trên timeline này luôn. Nếu bạn muốn cắt từng phần bạn chỉ cần click vào hình ảnh này hoặc click vào âm thanh để cắt ra từng phần, ấn Ctrl B là nó sẽ cắt ra. Sau khi cắt, ví dụ mình cắt cái đoạn này đi, sau đi cắt và muốn bỏ cái đoạn này ra, đây mới chỉ là cắt để mà phân đoạn ra thôi nhé. Muốn xóa đi thì chúng ta sẽ có 3 cách. Thứ nhất là ấn phím Delete để xóa đi. Và cái phím Delete này nó có một cái ưu điểm, khi bạn làm Vlog, bạn ấn Delete như thế này, nó sẽ dồn luôn cả hai cái đoạn này với nhau này, là nó sẽ tiếp diễn luôn. Cách thứ hai là xóa và chèn một cái video khác vào, thì chúng ta sẽ sử dụng phím Backspace. Đây, khi sử dụng Backspace nó sẽ cắt ra nhưng mà nó vẫn để trống một đoạn như thế này, để bạn chèn một cái video khác lên trên chẳng hạn, để lấp lên cái khoảng trống này. Hoặc đơn giản bạn làm một video dạng review sản phẩm, bạn muốn cho ảnh của sản phẩm ấy lên trên này thì bạn sử dụng Backspace để chèn lên trên. Nếu mà làm với những video mà lời đi với hình ảnh, ví dụ như video vlog của mình làm ấy, hoặc các bạn làm video vlog mà lời nó đi với hình ảnh này, hình ảnh nói đến đâu và lời đi đến đấy. Đây, mấy một video vlog như thế này chẳng hạn này, là khi mà mình nói đến đâu thì sóng âm nó đi đến đấy này, thì các bạn phải cần bật biểu tượng J6 này lên. Đây là biểu tượng sẽ giúp hai cái hình ảnh và âm thanh nó gắn kết với nhau. Và khi bạn cắt phần nào ấy thì nó sẽ cắt cả âm thanh và hình ảnh. Nó sẽ tránh cái hiện tượng mà khi chúng ta cắt mỗi hình ảnh hoặc cắt mỗi âm thanh, khi ghép vào lời và hình ảnh nó sẽ không khớp nhau. Đó là cái sức mạnh của cái biểu tượng hình dây xích này, kết nối âm thanh với hình ảnh này. Đó là trường hợp vlog nhé. Còn với trường hợp mà video dạng cinematic, video ca nhạc hoặc video mang tính chất kể chuyện hình ảnh ấy, thì chúng ta sẽ bỏ cái dây xích này đi và chỉ xóa từng phần một mà chúng ta muốn. Hai cái phần âm thanh và hình ảnh nó sẽ không link với nhau. Đây là video mình quay và cái âm thanh hậu trường. Và nếu mà làm video dạng du lịch, các bạn cần một cái nhạc nền. Và thường cái nhạc nền bạn sẽ cho ở đây. Nếu bạn muốn âm thanh sôi động thì các bạn sẽ cho cả âm thanh sôi động và cái nhạc nền. Nhưng trong trường hợp bạn muốn bỏ những cái âm thanh tạp âm ở bên ngoài đi thì bạn có thể xóa. Đó, và thay bằng một cái nhạc nền như thế này. Và để nhìn cái timeline nó chuyên nghiệp hơn một chút nhé, bạn có thể thay đổi màu. Ví dụ như cái nhạc này là nhạc mang tính chất huyền bí này, mình sẽ cho nó thành màu tím chẳng hạn. Clip color này, bạn có thể thay đổi nó bằng cách click chuột phải này vào clip color và đó. Các bạn có thể phân biệt được đây là cái nhạc nền. Và trong quá trình chỉnh sửa, các bạn nhìn vào màu sắc, các bạn có thể biết được đoạn nhạc nền là như thế nào. Bạn có thể thay nó bằng một đoạn nhạc nền khác chẳng hạn, thì bạn nhìn đến màu tím này bạn có thể phân biệt được. Một phần quan trọng nữa mà không thể không kể đến đấy, đó chính là trong trường hợp xóa đi cái này và mình xóa đi cái phần quan trọng mà tổ chúng ta nhầm lẫn trong quá trình thao tác nhé, chúng ta có thể sử dụng cái phím Ctrl Z để quay lại cái bước vừa rồi chúng ta vừa làm sai hoặc làm hỏng cái gì đó. Chúng ta có thể Ctrl Z để quay lại cái thao tác vừa làm sai. Ok, và sau khi cắt ghép chúng ta sẽ đến chuyển cảnh, là một cái rất là thú vị rồi. Nếu bình thường không có nhé, các bạn phải bật lên ở phần Effect Library này, nó sẽ hiện lên. Nhưng nếu các bạn edit video, bạn có thể tắt Effect Library, tắt Media Pool đi để edit có nhiều khoảng trống hơn, timeline rộng hơn, nó đỡ rối mắt. Nhưng mà nếu bắt đầu đến hiệu ứng này, phải bật Effect Library và chuyển cảnh nó sẽ là Video Transition. Có rất nhiều dạng, tuy nhiên có 6 cái rất là đặc biệt ở trên đầu. Chuyển cảnh dạng Disso, 6 cái này khá là quan trọng mà mình có nói trong một video, mình để được link ở trên này, các bạn có thể xem cách mình chỉnh các cái chuyển cảnh này làm sao cho chuyên nghiệp hơn nhé. Ngoài ra còn hàng loạt các dạng chuyển cảnh cấp thấp hơn ở dưới. Và để sử dụng cái chuyển cảnh này thì bạn sẽ cần phải cắt hai cái clip ra. Sau khi cắt, đây mình sẽ cắt Ctrl B này. Cắt hai clip ra và ở giữa hai clip nó sẽ có một cái đoạn ranh giới như thế này ở giữa.
màu xanh lá cây như thế này, có nghĩa là ở cái đoạn giữa này nó đã đủ tiêu chuẩn để chèn chuyển cảnh. Chúng ta sẽ chuyển cảnh vào, chèn vào như thế này. Đó, vậy là đã xong. Chuyển cảnh thì chỉ có vậy thôi. Đó, ví dụ như cái chuyển cảnh, AD tiếp đi show tăng cái vùng highlight giữa hai video ấy, hoặc một số chuyển cảnh khác nhé. Mình chỉ lấy ví dụ thêm một cái nữa đi, blur đi show đi. Đó, khi các bạn nhìn thấy khi thả cái chuyển cảnh xuống là nó sẽ hiện lên khung màu trắng mờ như thế này, nó sẽ hiển thị là hai cái video này được gắn kết nhau bằng cái chuyển cảnh này. Đây. Đó, chuyển cảnh blur này thì nó làm mờ cả hai khung hình và rất nhiều chuyển cảnh khác nhé. Bạn có thể cho vào và test. Bạn có thể test các loại chuyển cảnh này, và khi các bạn thích các chuyển cảnh nào trong đây, các bạn sẽ gắn cho nó một cái sao như thế này. Lưu lại là đây là một cái chuyển cảnh ưa thích của bạn. Nó sẽ lưu vào mục favorite này. Để trong trường hợp nếu bạn muốn sử dụng những cái chuyển cảnh này lại thì các bạn có thể tìm ở đây nó nhanh hơn, là cái việc tìm ở nhiều ô này, nhiều khung này. Chuyển cảnh xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến chèn chữ vào video. Để chèn chữ vào video, chúng ta sẽ vào một title. Nó có rất là nhiều chữ, gồm có nhiều dạng chữ khác nhau. Bạn sẽ kéo và thả lên trên. Và cái text này nó sẽ có một cái màu vàng kem như thế này. Các bạn có thể phân biệt là đây là một văn bản. Và khi thả vào, bạn có thể thấy trung tâm màn hình nó sẽ có chữ. Bạn sẽ chọn phông chữ ở phía trên bên phải mục Inspector này nhá. Bạn có thể chọn các phông chữ tùy thích. Nhưng mà tiếng Việt ấy thì trên Adobe Studio nó đang hỗ trợ Times New Roman này và Arial, hai cái phông chữ phù hợp với tiếng Việt. Thay đổi chữ, ví dụ như là chữ nghiêng này, italic này, hoặc là chữ mập, có nghĩa là chữ nó sẽ béo hơn này, nhìn nó sẽ mập hơn như này, vào bold. Thay đổi màu chữ thì ở đây nó có color này. Về phần text này, nếu bạn muốn đặt text vào phần nào, bạn chỉ cần di chuyển cái text nó ở trên cái timeline này vào cái đoạn mà các bạn muốn chú thích ở đó nhé. Và để di chuyển cái text này, bạn có thể sử dụng position ở phía dưới của Inspector này, hoặc là các bạn có thể phóng to thu nhỏ nó như thế này, zoom. Đó, các bạn có thể thay đổi hoặc xoay các hướng. Ở trong cái Inspector này nó đã có toàn bộ thay đổi cho chúng ta muốn về cái text này nhé. Tiếp theo là đến crop và zoom khung hình, thay đổi tư thế các kiểu. Để crop khung hình, chúng ta sẽ có hai cách. Các bạn sẽ sử dụng ở trên công cụ thanh Inspector nhé. Trước hết các bạn sẽ click vào cái clip bạn mong muốn này. Ở trên Inspector nó sẽ hiện lên những cái thông số này. Bạn có thể zoom này, thay đổi vị trí này, hoặc là xoay các hướng nhé. Đến crop thì bạn cũng có thể nhìn thấy cropping ở đây này, crop sang trái này, crop sang phải này, crop trên, crop dưới thì nó dạng như kiểu crop top này. Đó, và crop bottom thì nó dạng như kiểu video cinematic ấy. Thế còn chèn khung hình lên thì sao? Ví dụ như là mình đang làm video như này đúng không? Mình muốn chèn một cái video khác ở góc này hoặc ở bên này thì làm như thế nào? Quy ước hình ảnh ở trong DaVinci Resolve nó sẽ là dạng như thế này. Nó sẽ theo thứ tự video, thì cái video ở dưới thấp nó sẽ là nền, còn video ở trên nó sẽ là lớp phủ ở phía bên trên. Lựa chọn khung hình nền thì là cái này, cái cổng Hồng Kông này nhá, và cái quầy bar mình cho lên trên. Đó, như các bạn thấy ở dưới này nó là nền và cái này nó lớp phủ, thế nên là bây giờ cái khung hình của mình ở dưới nó bị che bởi cái quầy bar đúng không? Mình sẽ zoom nhỏ này, nó đã được cắt ghép vào trong cái nền này và mình có thể di chuyển theo ý muốn song song cả hai clip này với nhau này. Bạn có thể cắt ghép bao nhiêu hình tùy thích nhé. Có một mẹo trong cái thủ thuật crop chèn khung hình như này nhé, ngoài việc sử dụng Inspector này, mình có một cách nhanh hơn và các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi edit, đó chính là sử dụng transform. Ở góc dưới bên trái của màn hình preview nó sẽ có công cụ transform, các bạn sẽ click vào transform. Lúc này nó sẽ hiện lên những cái dấu chấm màu trắng như thế này, thì chúng ta sẽ sử dụng chuột để tăng giảm kích thước, phóng to nó lên chẳng hạn này. Mình click vào cái dấu chấm trắng này, thì lúc mình zoom lên và thu nhỏ này, và mình có thể di chuyển nó bằng cách di chuyển như thế này. Xoay, bạn click vào cái dấu tròn ở trên này, bạn có thể xoay theo ý muốn. Và cuối cùng để xuất ra video, chúng ta sẽ đến cái tab deliver. Đây là cái tab cuối cùng để hoàn thành, hoàn thiện một cái video, để xuất ra một cái video thành sản phẩm ấy. Góc trên bên trái này sẽ là lựa chọn để đặt tên này và các nền tảng bạn muốn xuất ra, ví dụ như YouTube, Vimeo, H264. Bạn có thể render toàn bộ cái timeline này, hoặc bạn có thể render từng phần. In Out Ranker này sẽ render từng phần, bạn sẽ kéo cái thanh công cụ ở đây thì bạn có thể render trong cái đoạn này, hoặc là bạn có thể render toàn bộ timeline. Sau khi lựa chọn xong, bạn sẽ Add to Render Queue này và nó sẽ chỉ cái đường dẫn, và sau đó bạn tiến hành Start Render thôi. Nó sẽ bắt đầu chạy và render ra cái video. Cái quá trình này nhanh hay là chậm nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu hình máy tính của bạn. Sau khi render xong, nó sẽ hiện lên cái complete the render xong trong vòng 1 phút 25 giây. Nó hiển thị màu xanh lá cây này, render thành công nhé. Còn nếu không được, nó sẽ hiển thị màu đỏ. Và để xem cái file này ở đâu, các bạn click chuột phải này, chọn Open File Location. Nó sẽ hiện lên cái vị trí mà video này đã được thả vào. Đó, vậy là chúng ta đã xong cái video.
Vậy là sau một khoảng thời gian ngắn, mình đã giới thiệu cho các bạn về phần mềm DaVinci Resolve 16 Free, từ cách download, cài đặt cho đến cách dựng video, xuất video ra như thế nào. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy like. Nếu bạn chưa sẵn sàng subscribe thì hãy subscribe, nhấn nút đăng ký vào kênh của mình để không bỏ lỡ một video nào khi mà mình xuất bản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.